Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny and Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny lại có một chút thông tin về thương hiệu VinFast muốn gửi đến quý vị và các bạn. Hôm nay thì VinFast chính thức công bố những kích thước tổng thể của chiếc President mới, hoàn toàn mới, sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Dựa vào kích thước mới công bố của VinFast thì chiếc President hoàn toàn mới sẽ có kích thước lớn hơn so với LX570 và nhỏ hơn một chút so với BMW X7, những mẫu xe được xem là đối thủ của VinFast President V8. VinFast President V8 sẽ sở hữu kích thước tổng thể là 5.146mm chiều dài và 1.987mm chiều rộng và 1.760mm chiều cao. So với mẫu xe VinFast Lux SI.0 thì VinFast President sẽ có kích thước dài hơn 206mm, rộng hơn 27mm và thấp hơn 13mm các bạn nhé. Lexus LX570 sở hữu kích thước chiều dài 5.080mm, chiều rộng 1.980mm và chiều cao là 1.865mm. Như vậy thì chiếc Lexus LX570 có chiều dài ngắn hơn, chiều rộng nhỏ hơn nhưng chiều cao lại cao hơn so với VinFast President V8. Chiếc Lexus LX570 có chiều dài trục cơ sở là 2.850mm. Tuy nhiên chiếc President thì chưa công bố chiều dài trục cơ sở các bạn nhé. So với đối thủ đến từ Đức là BMW X7, mẫu xe đến từ Đức có kích thước 5.163mm chiều dài, 1.999mm chiều rộng và 1.805mm chiều cao. Như vậy thì VinFast President có kích thước chiều dài nhỏ hơn một chút so với BMW X7, chiều rộng nhỏ hơn BMW X7 và chiều cao cũng thấp hơn so với BMW X7. Chiếc X7 với 3 hàng ghế sở hữu chiều dài trục cơ sở là 3.105mm các bạn nhé, 3.105mm chiều dài trục cơ sở. Về thiết kế tổng thể, dựa vào những hình ảnh nhá hàng có thể thấy VinFast President sở hữu một diện mạo tổng thể trông sang trọng và đẳng cấp hơn so với đàn em Lux SI.0. Đây nhiều khả năng chính là phiên bản sản xuất của mẫu xe concept Lux V8 đang được trưng bày tại nhà máy của hãng tại Hải Phòng. Ngoại thất của xe được phủ màu sơn đen mờ huyền bí kết hợp với những điểm nhấn màu vàng đồng tương phản, tô đậm chất sang trọng và cao cấp. Toàn bộ các chi tiết kim loại mạ chrome như cản trước, nẹp kính, thanh giá nóc đều được sơn màu vàng đồng. Ngoài ra, President cũng có thêm một số cái màu ngoại thất khác nhau nhằm tăng thêm sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng, đặc biệt là phong cách hai tông màu giống như chiếc Range Rover SV Autobiography. Phần đầu xe nổi bật với nắp capo đậm chất thể thao cùng điểm nhấn là hốc hút gió cỡ lớn tản nhiệt cho khối động cơ V8 hút khí tự nhiên phía dưới. Ngoài ra, thiết kế phần nắp capo còn có nhiều đường gân dập nổi sắc nét hơn và cơ bắp hơn, tạo nên sức hấp dẫn cho VinFast Lux President. Bên cạnh đó, mặt trước của xe còn nổi bật với logo VinFast màu vàng đồng sắc sảo, lưới tản nhiệt dạng tổ ong được sơn đen đầy ấn tượng. Phía bên dưới logo chữ V có sự xuất hiện của camera và nhiều khả năng chiếc VinFast President sẽ được trang bị hệ thống cam 360 độ. VinFast President sở hữu bộ mâm có thiết kế khá giống với Lux SI.0, tuy nhiên phần bề mặt bên ngoài cũng được sơn màu vàng đồng ấn tượng. Trong khi ngoại thất của VinFast President nhận được rất nhiều phản hồi tích cực về một vẻ ngoài rất cơ bắp, rất ấn tượng, sang trọng và tinh tế, thì điều mà giới mộ điệu quan tâm nhất lúc này là nội thất của VinFast President sẽ được trang bị những gì để tương xứng với đẳng cấp cũng như mức giá dự kiến là khoảng 6-7 tỷ đồng. Hiện tại VinFast vẫn giữ kín thông tin về động cơ của VinFast President, ngoại trừ xác nhận việc xe dùng động cơ V8. Nếu sử dụng động cơ V8 như bản concept trước đó, VinFast President sẽ được trang bị khối động cơ V8 6.2 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 455 mã lực mô men xoắn cực đại lên tới 624 Nm. Đây là khối động cơ được chia sẻ từ GM của Mỹ các bạn nhé. Với những trang thiết bị cao cấp, hệ thống lái hiệu suất cao, đi kèm giá bán được dự đoán là 6-7 tỷ đồng, VinFast President hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Lexus LX570, BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS. Mọi thông tin về VinFast Lux, VinFast President V8 sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất đến quý vị các bạn trong thời gian tới. Hiện tại thì VinFast cũng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng về President V8 với mức đặt hàng là 100 triệu đồng cho những khách hàng đầu tiên. Đây là mức đặt cọc thứ ba nhá, 100 triệu đồng và hứa hẹn sẽ giao hàng trong tháng 9 này.